Hello, Cindy Family Cuộc Sống Mỹ. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay các bạn cùng Cindy đi xem ca nhạc mừng xuân. Nha các bạn, ca sĩ gồm có những ca sĩ đến từ Việt Nam như Phương Thanh, Dương Hồng Loan, Uyên Trang, Hoàng Thanh Trúc, Nguyên Vũ, Vũ Hà và Quang Lê. Bài đầu tiên thì cô xin gửi đến quý vị là một bài mang tựa đề là I Will Survive. I hope you guys enjoy. Thank you everyone so much. Sung chưa ạ? Chưa sung rồi. Bây giờ bài này chắc chắn phải sung rồi. Quý vị ơi, bài kế tiếp thì dễ thương quá. Nico xin gửi đến quý vị một bài rất là dễ thương. Nico biết là những phụ nữ mình hay nghe dầm hầu vu vơ. Bài này là dành cho các chị. Bài mang tên là Giận Anh. Đúng rồi. Đi để cho mong gặp mọi người cũng như để cho mọi người nhớ đến Nguyên Vũ. Và Nguyên Vũ đã quyết định đi theo tour này. Rất cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn Mr. Quốc Tuấn rất là nhiều đã cho phép Nguyên Vũ vinh dự được đứng trong team của Quốc Tuấn. Xin cảm ơn anh. Và ngay sau đây sẽ là một bài hát để chúc quý vị một năm mới luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Biết trong tình yêu là một cái duyên thì Quang Lê cũng khi mà lần đầu quay về Việt Nam thì đã gặp gỡ Dương Hồng Loan ở nhiều sân khấu, và từ đó Quang Lê cũng thấy được cái sự thành công dần dần của Dương Hồng Loan. Và nói là bây giờ một ca sĩ mà đi sâu nhiều nhất Việt Nam là cô này. Trời. Dạ, tại em chịu khó thôi ạ. Em cảm ơn rất nhiều. Đó, như vậy là tốt lắm, chúc mừng em và cứ phát huy như thế. Bây giờ thì
Trời đang lạnh lắm, cũng hay đứa mình ca một bài nha. Dạ. Ca bài vui nha. Dạ, bài này cũng vui vui chứ. Vui lắm luôn. Dạ, chủ xin đề. Mời các chị cùng đến với nhạc phẩm Trúc Kỳ Niệm Buồn. Dạ, buồn một chút thôi chứ vui lắm ạ. Hy vọng ta sẽ được gặp lại tất cả các anh chị trong một dịp gần nhất nữa, được không ạ? Được. Em cảm ơn nhiều sân khấu đã chăm lo. Là kỳ này là Loan có mang theo một cái CD mà mai là sáng sớm có bay về Việt Nam rồi. Nên là quý vị nhớ là mua hết cho Loan nhé, cho vali nó nhẹ bớt. Dạ, chút xíu em chờ các anh chị ở ngoài cổng nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Một lần nữa, chứ không Loan. Chị có nhớ không? Chắc cũng lâu rồi đúng không? Dạ. Hôm nay thì xin khoe là quý vị đã xem chương trình Hát Trên Quê Hương 8 do Quang Lê thực hiện chưa ạ? Trời ơi, tiếc lắm luôn. Bỏ biết bao nhiêu tiền vô, mời bao nhiêu danh ca hát trong chương trình này mà cũng không có bắn đĩa gì hết trơn á. Chỉ đưa lên YouTube để mà ăn mừng là cái kênh YouTube Quang Lê Official đạt trên 1 triệu người. Đây là cái cách mà mình cảm ơn 1 triệu người đã đăng ký kênh của mình. Trong đó 1 triệu người có khắp nơi trên thế giới, có Nhật Bản, có Đài Loan, có Việt Nam và có tại Mỹ. Mỹ thì ít hơn nhưng mà những nơi khác thì cũng rất là đông. Nên là đây cái động lực con đây làm. Bỏ trở lại Mỹ hát. Lần này thì Yên Trang đi được đúng một tháng quý vị. Và đây là cái show cuối cùng mà Yên Trang sẽ hát ở Mỹ, rồi ngày mai thì Yên Trang sẽ bay trở về Việt Nam. Quý vị hãy tạo cho Yên Trang được một kỷ niệm thật là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay bằng những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị, được không ạ? Thank you. Bây giờ thì mình sẽ làm nóng không khí lên một chút xíu. Quý vị có muốn nóng hơn không ạ? Đúng rồi, nãy giờ lạnh quá à. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ nóng hơn nha. Quý vị ơi. Kính thưa quý vị, cả nhà mình ơi, đưa tay lên nào,
Quán bo nè quý vị. Nữa không có gì ơi. Ok, thank you. Ôi trời ơi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thời gian của Hà, cho nên có Hà xin chào tạm biệt quý vị ở đây. Và xin kính chúc cho quý vị có một đêm thật hạnh phúc bên người yêu của mình. Hẹn gặp lại. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị dành cho mình nhà nhà bóng tay được không? Xin cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.